Mình vẫn đang trong quá trình tiếp tục quay những cái video mới nhất ở trên kênh Kitten Mèo Ven, và các bạn hãy nhớ bấm đăng ký kênh để xem những video mới nhất trên kênh của mình nhé. Bấm chuông nữa. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.